Natalie chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay tiếp tục series review nhà thì tiếp tục khu Emtree ở thành phố Manfield. Natalie sẽ giới thiệu tới mọi người một căn nhà mẫu thuộc builder Highland Home, một trong những builder yêu thích của Natalie. Thì hôm nay xin mời mọi người ghé chân vào nhà với Natalie để xem coi ở trong căn nhà Highland có những cái gì đặc biệt nhé. Let's go. Một trong những lý do mà Natalie yêu thích nhà Highland đó là gì biết không? Mọi người có thể thấy khi mà bước vào, tuy là nhà một tầng thôi, một trệt thôi, nhưng mà mọi người thấy cái trần nhà của Highland lúc nào cũng cao. Họ luôn luôn làm khoảng là từ 11 cho tới 12 feet, rất là cao. Và còn một điều đặc biệt nữa, mọi người có thấy cánh cửa không? Thường á thì cửa của mình chỉ là 6 feet thôi, nhưng mà với Highland luôn luôn là cửa 8 feet lên như thế này, nhìn nó sang hơn và làm cho cái căn nhà mình đẹp hơn nữa. Bước vào, Natalie sẽ giới thiệu cho mọi người đầu tiên là căn phòng office. Một căn phòng office họ design rất là đẹp, bắt mắt với ánh sáng chiếu vào và cũng khá là rộng rãi. Căn nhà này có tổng cộng là 4 phòng ngủ và 3 bathroom. Ở đây chúng ta có half bath ở đây nha. Theo là trên đường chúng ta tới khu vực sinh hoạt chung thì mời mọi người ghé ngang qua đây. Mọi người có thấy cánh cửa này không? Cánh cửa này rất là tiết kiệm diện tích, thấy không ạ? Tiết kiệm nè và đẹp, nhìn nó style hơn. Thì đây là phòng media room. Cuối tuần chúng ta có thể enjoy coi phim với con em chúng ta ở trong phòng media room, hoặc là nếu mà chúng ta không muốn ở trong nhà thì không sao hết. Khu community này có rất là nhiều tiện ích cho mọi người. Natalie sẽ nói cho mọi người những tiện ích như thế nào sau nha. Nhưng mà trước tiên sẽ giới thiệu cho mọi người tiếp là hai căn phòng về phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ dùng chung một cái restroom ở đây. Và đối diện đó là chúng ta sẽ có một cái phần phòng giặt cũng khá là bự ở trong này. Mọi người cũng có thể để ý là trần nhà chúng ta là cao từ ngoài đi vào trong luôn, và họ kết hợp với những cái đèn. Mặc dù nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà tạo ra cho một căn nhà một cái style rất là lạ, đẹp. Nếu cuối tuần á, chúng ta không có muốn ở trong nhà chơi, chúng ta muốn relax sau một tuần làm việc mệt mỏi, mình không cần phải đi đâu xa hết, chúng ta chỉ cần bước 1-2 bước thôi, mình sẽ đi ra được cái khu community ngoài này. Chúng ta sẽ có hồ bơi nè, resort style nè, rồi có khu playground cho con nít, cho con em mình chơi, có dog park nữa mọi người. Và ngoài ra nha, một cái đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có một con đường đi bộ, có suối chảy róc rách rất đẹp. Và tất cả những cái tiện ích đó chỉ có SOA ở đây là chỉ có 759 cho một năm thôi, rất là hợp lý phải không ạ? Một trong những đặc điểm Natalie rất là thích của Highland là cái cách họ design cho căn nhà. Mọi người có thấy không? Ở đây á, họ đi một cái tông màu rất là trending luôn, là màu xanh này. Màu xanh này là một trong những màu Natalie thích đó. Màu xanh này họ kết hợp với lại màu cam. Thoạt đầu chúng ta nghĩ là nó sẽ chổi nhau lắm, nhưng mà bằng một cách gì đó builder kết hợp với nhau nhìn nó rất là trend nè, tạo cho căn nhà một cái điểm nhấn về màu sắc rất là đẹp. Giới thiệu quý vị nha, Natalie đang đứng ở trong căn bếp. Thì căn bếp mọi người thấy không, là họ sơn màu xanh, rồi ở trên là bằng đá màu trắng, rồi ở trên tủ nữa là màu nâu. Những cái màu đó nó kết hợp với nhau, nhìn là như là không liên quan nhưng mà thật ra kết hợp với nhau nhìn rất là đẹp ha. Và tiếp theo nữa là một điều đặc biệt của căn bếp mà Natalie muốn giới thiệu cho mọi người. Ở cái mẫu nhà này của Highland, mình đặc biệt có nguyên một cái quầy bar ở đây luôn, mọi người thấy không?
rất là rộng rãi. Ở đây á, tiệc á, mình có thể để đồ ăn ở đây nè. Còn nếu mà bình thường thì mình có thể để những cái trang trí như là coffee ở đây, rượu ở trên này. Và cái tủ này á, là mình có thể upgrade lên bằng kiến như thế này nè. Nhìn nó sẽ sang trọng hơn cho căn nhà đó nha. Với một không gian mở thì giữa nhà bếp và phòng dine-in chúng ta nối liền với nhau. Phòng dine-in một diện tích khá là rộng, chúng ta có thể để một cái bàn dài ở đây để mà mỗi dịp cuối tuần mình tụ họp lại đây với nhau, mình ăn uống, chia sẻ những câu chuyện trong tuần. Và một cái nữa mọi người thấy phía sau Natalie là gì không? Là một cái khu vực để mà mình ngồi mỗi buổi sáng á, mình có thể ngồi đây uống cà phê, đọc sách hoặc là ngắm cảnh ở ngoài này. Đây là một cái nơi Natalie rất là yêu thích, đặc biệt của Highland. Đang có mặt ở khu sân vườn của căn nhà Highland Home. Căn nhà này có diện tích là 60 feet lot nên mọi người có thể thấy là sân vườn khá là rộng. Ngoài ra, họ thiết kế một cái cover patio cũng cao, trần cao giống như ở trong căn nhà luôn, làm cho ở ngoài chúng ta nhìn thoáng hơn và cũng sang trọng hơn. Ở đây họ thiết kế một cái bàn thì cuối tuần mình có thể ở đây nè, rồi ăn uống, barbecue và nhìn con em chúng ta chơi ở ngoài này. Của Highland, Natalie giới thiệu cho mọi người là có 3 phòng ngủ và 3 restroom. Nhưng với cái model như thế này luôn, chúng ta mua thì builder họ tự động upgrade cho mình thành thêm một phòng ngủ nữa. Tổng cộng chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và 3 restroom ở đây nha. Wow, mọi người có thấy phía sau Natalie là một khu vực gì không? Ở đây á, họ upgrade cái phần này nè, bay window, nên là mình có thể ăn gian chỗ, mình để hai cái bàn, hai cái ghế ở đây, mình có thể mỗi tối ngồi đây đọc sách hoặc là trò chuyện cùng với chồng của mình, rất là ấm cúng. Natalie đang đứng ở trong phòng master. Phòng master cũng khá là rộng rãi, nhưng mà có một cái nữa, giống như là phòng movie, họ thiết kế cái cửa kéo như thế này để tiết kiệm chỗ, mọi người thấy không? Vừa đẹp vừa tiết kiệm, rất là thông minh. Và nếu mà ở đây á, mà chúng ta muốn đi ra ngoài các khu vực chợ Mỹ rất là gần luôn, chỉ có khoảng 3 phút cho tới 5 phút là chúng ta đã thấy là chợ Thơm Thơm nè, Market Street nè, Kroger nè. Còn nếu mà mình thèm đồ ăn Việt Nam thì như thế nào, chỉ cần 15 cho tới 20 phút thôi là mình đã tới được ngay khu Arlington, rất là nhiều món ăn Việt Nam luôn. Và một cái sự tinh tế của Highland mà Natalie rất là thích đây, mọi người thấy không, họ thiết kế cho mình, cho chị em phụ nữ chúng ta một cái chỗ để mà mình ngồi mình trang điểm mỗi buổi sáng luôn. Thì có hiss một bên sink nè, her một bên sink, và chỗ này trang điểm là của chúng ta. Có thêm một cái ngăn kéo để mình đựng đồ vào nữa. Mọi người thấy bên cái bathtub này không? Họ cách tân lên, nhìn nó more fancy hơn, đẹp hơn. Và cái phòng tắm đứng toàn bằng kiến, ốp gạch từ ở dưới lên tuốt trên cao luôn, nhìn nó rất là sang trọng. Căn nhà hôm nay Natalie quay cho mọi người thấy nó như thế nào? Đẹp phải không ạ? Và rất là phong cách, đó là style của Highland. Và một cái rất là thích của Highland nữa là cái quality họ build rất là tốt. Và Natalie xin tổng kết lại một lần nữa nha. Chúng ta đang có mặt ở thành phố Mansfield, Texas. Và khu community hôm nay Natalie quay là M3, một trong những khu master community ở Mansfield. Và khu community này với rất là nhiều tiện ích như là hồ bơi, rồi khu vui chơi cho trẻ em, rồi đường đi bộ, suối chảy róc rách, rồi dog park. Nhưng mà SOA ở đây chỉ có 759 cho một năm thôi, và thuế ở đây chỉ có 2.4. Thì chúng ta xin giảm thuế thì đâu đó khoảng còn 2 chấm hoặc là 2.1.
Và nếu mà chúng ta đi làm thì từ đây đi ra freeway rất là gần, chỉ là 360 chỉ có 5 phút hoặc là 7 phút thôi. Và freeway 287 chỉ có 3 phút thôi. Với một khu community như thế này thì những cái khu chợ Mỹ around đây rất là nhiều. Chúng ta chỉ có 3 phút chúng ta đã đi ra được Market Street nè, Kroger nè, Walmart nè, rồi Tum Tum nè. Còn chợ Việt Nam thì chỉ có 15 phút thôi. Đó là một trong những đặc điểm của khu Entry này. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay của Natalie. Bất cứ các thắc mắc gì hoặc là nhu cầu về nhà cửa ở Dallas, mọi người đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho công ty của Natalie với số điện thoại là 978-400-0005. Natalie và team sẽ luôn luôn hỗ trợ mọi người tìm được một căn nhà theo như ý muốn của mình nha. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Mọi người hãy like cái video này, share và bấm nút đăng ký kênh để đón theo dõi tiếp những cái video tiếp theo của khu vực Entry cũng như là những thông tin về nhu cầu địa ốc ở Dallas. Ok, thank you mọi người. Bye. We'll be right back.